Xin chào cả nhà, sáng nay là chợ ngày 11 tháng 7 năm 2024 nha cả nhà. Thì sáng nay mình đi vô vựa sầu riêng trước chợ đầu mối nông sản Hóc Môn luôn. Thì sầu riêng ri sáu giá xỉ là 55.000 một ký nha cả nhà. 55.000 một ký thì mình xỉ là mình xỉ nguyên thùng đó luôn cả nhà. Một thùng là trên 50 ký nha cả nhà, có thể là một thùng nó 100 ký cũng có. Thì ta chắc nguyên thùng đó là ta xỉ nguyên thùng luôn nha. Là 55.000 một ký. Thì tùy theo giá nha cả nhà. Có loại 65.000 một ký. Thì 65.000 một ký thì nó đẹp hơn, to hơn. Quả nó năm học đều hơn. Thì loại nhất thì xỉ là 65.000 một ký. Thì trái nó đẹp mà nó đều hơn nha cả nhà. Loại nhất là 65.000 một ký. Sầu riêng ri 6. Loại nhì là 55.000 một ký nha cả nhà. Thì xỉ là xỉ nguyên thùng, một thùng là khoảng 50 ký đổ lên. Thì người ta không có cho mình lựa nha, xỉ là xỉ nguyên thùng luôn. Mình nếu như mình lựa thì giá nó sẽ khác cho cả nhà. Nếu như xỉ nguyên thùng thì giá người ta đề sẵn cho mình là 55.000 một ký. Thì cả nhà đi vô hỏi rồi mình dò giá mình lựa nha cả nhà. Sầu riêng vựa Hồng Liên ngay dãy sầu riêng, xỉ sầu riêng thì có loại chín quá thì người ta bán 30.000 một ký nha cả nhà. Thì 30.000 một ký thì một sọt đó là trên 50 ký, người ta xỉ là xỉ một sọt luôn nha. Một thùng loại 40.000 một ký, xỉ là xỉ nguyên thùng luôn vậy đó. 40.000 một ký thì trái nó nhỏ nha cả nhà, trái nó nhỏ nhất. Thì trái nó nhỏ, trái nó vừa là 55.000 một ký, còn cái to năm học á, nhỏ nhất từ 65.000 một ký. Đây là trước cổng chợ đầu mối nông sản Hóc Môn luôn. Bên phía trước mình là dãy vựa cam. Bên dãy đó là vừa cam á cả nhà, mình sẽ qua vừa cam nha. Thì cam trái nó vừa trái nhỏ rồi là 5-6-7 ngàn một ký. Thì đây là giá bán lẻ, mình giá xỉ thì sẽ giá khác nha. Xỉ là mình xỉ từ 10 ký trở lên. 7 ngàn một ký là mình 5 ngàn một ký. Thì mình tha hồ vô đây lựa nha cả nhà. Thanh long 15.000 một ký. Ổ nữ hoàng bữa nay mà mình vô đây mình hỏi thì 160.000 10 ký cả nhà. Ổ nữ hoàng thì có chỗ bán 150.000. Thì tùy theo mình đi vòng tròn chợ mình dò giá mình coi nha cả nhà. Thì có chỗ bán thấp hơn 10.000, 20.000 thì tùy theo mình trả giá nha. Khu đây là khu bán lẻ xỉ cam. Mình tới đây mình lựa. Mình vô trong lòng chợ luôn. Bắp sú 10.000 một ký. Bắp sú tím 10.000 một ký. Cải thảo 10.000 một ký. Cà chua bi 15.000 một bịch một ký. Chanh tắc 70.000 10 ký. Chanh 50.000 10 ký. Thì giá bán lẻ là người ta bán 10.000 một ký, chanh là 15.000 một ký. Thì giá bán lẻ một ký nha cả nhà. Giá xỉ là người ta xỉ số lượng là người ta xỉ 10 ký. Salad bữa nay 15.000 một ký nha cả nhà. Hành lột 35.000 một ký, hành vườn 30.000 một ký. Thì đây mình đi vòng luôn cả nhà, cái khu này là khu xỉ rẻ nhất luôn á. Mình thấy chỗ này bán rất là rẻ luôn. Thì cả nhà muốn mua đi bán lại thì vô chỗ này nha.
chỗ này bán rất là rẻ. Mình đi lúc 10 giờ trưa nên trời nó hơi nắng, mà bố bối nó không đội nón luôn cả nhà. Thì mình đi quay nhanh cho cả nhà xem. Cái trái bí mà công công là người ta bán rẻ nha cả nhà, 30.000 10 kg. Thẳng là người ta bán 60.000 10 kg, bầu 50.000 10 kg, mướp 70.000 10 kg, đậu bắp 40.000 5 kg, cà chua 30.000 1 kg, bắp cải mà nhỏ nhỏ cả nhà người ta bán xỉ một bịch chỉ là 40.000 10 kg. Đây mình mua về mình bào vô rau sống đó cả nhà, 40.000 10 kg, rất là rẻ luôn. Khu này là anh chị xỉ rất là rẻ luôn nha cả nhà. Mình đi vòng chợ thì mình thấy chỗ này là rẻ nhất á, thì mình quay cho cả nhà xem. Bầu sao 60.000 10 kg, bí tròn 10.000 1 kg, củ dền 60.000 5 kg, củ cải trắng 50.000 5 kg. Thì mình vô mua cái rổ để trước ở cả nhà là người ta bán lẻ, người ta cũng bán nha, mình mua 1-2 kg người ta vẫn bán, nhưng mà cái bịch người ta bán 5 kg tới 10 kg, và bắp 40.000 5 kg. Su su 35.000 10 kg, su su vẫn rẻ nha cả nhà. Su su vẫn rẻ. Dưa leo đẹp 50.000 10 kg, có loại 40.000 10 kg. Quẹo lựa bà con ơi, quẹo lựa. Bắp tú tím 10.000 1 kg, quẹo lựa. Cà tím 40.000 10 kg. Cà tím rẻ cả nhà. Cà tím su su vẫn rẻ cả nhà ơi, dưa leo nó cũng rẻ, hôm nay dưa leo cũng hạ giá bắt 40.000 50.000. Cà rốt 70.000 5 kg, su su 40.000 10 kg, cà tím 40.000 10 kg, quẹo lựa. Cải thảo 10.000 1 kg, bắp sú 40.000 10 kg. Quẹo lửa bà con ơi, mãi vô. Mình đi vòng tròn cả nhà thì mình thấy cái khu này là bán sỉ rẻ nhất nha cả nhà. Thấy chỗ này bán rẻ nhất cả nhà, muốn mua đi bán lại thì vô đây mua nha. Cà đẹp 40.000 10 kg, trời ơi nó rẻ quá. Mua 1 kg là 10.000, mua 10 kg là 40.000. Mày vô. Ủa qua 70.000 10 kg, mày vô. Đầu ve 160.000 10 kg. Vô đây á, mua đồ mấy anh cột hàng, bó hàng cho mình luôn.
Quéo lửa, quéo lửa, bà con ơi, mua bịch cà tím về ăn. Khoai tây 50.000 năm ký, củ cải trắng 30.000 năm ký, khoai tây 50.000 năm ký nha cả nhà, khoai mỡ tỷ 11.000 một ký. Mày vô, mày vô, đây là chỗ vừa Sơn Tý cả nhà, ngay chỗ này bán củ cà rốt, củ cải trắng rất là nhiều luôn, mà bán giá cũng rẻ nữa cả nhà. Củ cải trắng 30.000 năm ký, cô kìa, loại nào cũng có nha cả nhà, 35.000 năm ký, 40.000 năm ký. Củ cà rốt 85.000 năm ký, 65.000 năm ký, mày vô, mày vô. Mình chạy xuống cái chỗ vựa Sơn Tý rồi á, chỗ bên vựa Sơn Tý thì bên phía tay phải cả nhà, thì chỗ đây cà rốt, khoai tây rất là nhiều luôn, khoai tây 55.000 năm ký. Cà rốt 80.000 năm ký, quẹo lửa, quẹo lửa, mua 2 ký cũng bán nha cả nhà, 1 ký 2 ký gì cũng bán. Xỉ lẻ, xỉ lẻ, xỉ lẻ, mày vô, mày vô. Cà chua 100.000 năm ký, bí tròn 110.000 10 ký, quẹo lửa, quẹo lửa, bà con ơi. Ớt xanh 20.000 một ký, dưa leo 30.000 10 ký. Ớt 35.000 một ký. Mày vô, mày vô. Bí 110.000, 120.000 10 ký nha cả nhà. Đồ ve 160.000 10 ký. Cà tím 4.000 ký. Quá rẻ luôn. Mày vô, mày vô. Mày vô, mày vô, mày vô. Bí tròn 100.000 10 ký, mày vô. Cà chua 100.000 5 ký. Mình chạy qua bên cổng số 2 này cả nhà, thì được vô đây thì vựa hàng bông nó nằm bên đây là cả nhà. Vựa hàng bông này thì người ta không có để giá, mình hỏi người ta mới trả lời nha. Thì mình không mua, mình hỏi thì bị cha la cả nhà. Thì lâu lâu có người cũng khó chịu cả nhà. Thì cái nào để giá thì mình nói thôi, nhưng mà khu này là hàng mới á, mới lên á, ta xỉ giá thì nó hơi cao. Ở trong chỗ mình nãy quay thì rất là rẻ luôn. Mày vô, mày vô. Bí sĩ là 120.000, quẹo vô, quẹo lô. Tại chỗ này là hàng mới lên cả nhà, nên người ta bán sẽ giá cao hơn. Đậu bắp mới lên là xỉ 20.000 một ký nha cả nhà. Qua đêm thì người ta bán rẻ hơn. Mày vô, mày vô, mày vô. Quẹo lửa, quẹo lửa. Video mình tới đây kết thúc nha cả nhà. Cả nhà muốn cập nhật giá nào thì bình luận mình bên dưới nha. Hai mẹ con mình đi đường này về luôn. Chào tạm biệt cả nhà trong video tiếp theo.